lên full bộ đĩa sau Nissin Thanh An cho Future 125. Future 125 nha nè. Heo rất là đẹp nè ha. Heo Thái đẹp rất mấy lần heo của Malai nè. Thắng bao ngon vậy nè. Tiệm Thánh làm không chơi lồng đề nữa ha. Tháo lắp dễ dàng như vậy. Đây. Anh em tháo tháo bánh thay nhau hình dĩa. Thay nhau hình dĩa, thay vỏ thay lốp dễ dàng nha. Đây là thay nhau dĩa vàng luôn nha em. Mới thay xong ha. Anh em ở xa có thể liên hệ Khánh để gửi xe Khánh làm hoặc là mua phụ tùng ha. Mua nguyên bộ Khánh bán nguyên bộ nha em. Số điện thoại Khánh 0389910535. Thế mua đó tí. Đó, nó xin bạc. Dòng cái dòng Future 125 này làm heo nó xin bạc nhiều lắm nha em. Đẹp đấy ha. Thời gian lắp ráp thì khoảng 1 tiếng là xong nha em. Thì mấy Khánh mở cửa từ 8 giờ tới 5 giờ tất cả ngày trong tuần. Giờ đắp khoảng 15 phút nữa xong rồi ha. Vô dây dầu này kia rồi giao xe. Khánh bán full bội nè, khỏi chế cháo ha. Đầy đủ phụ kiện. Chào tất cả anh em.